Thông báo nghỉ lễ, phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thuốc Nam Thầy Mộc sẽ ship lốt ngày hôm nay là 13 tháng 7 năm 2024 và sẽ nghỉ 5 ngày đến ngày 18 tháng 7 năm 2024 mới bắt đầu tư vấn và làm việc trở lại. Và thông báo thứ hai là phòng khám không thuê bất kể nhân viên nào thay mặt tư vấn cũng như là làm chương trình dày dày bẻ bẻ cả nhé. Vậy thì tất cả những cái người nào mà người ta gọi điện đến các anh chị mà bảo là có chương trình giảm giá bộ ba dày dày bẻ bẻ đều là sai hết, không đúng nhé. Và tiếp theo nhiều người thì hỏi là làm thế nào để phòng khám để lộ thông tin, thì vì các anh chị phải hết sức thông cảm, đấy là cộng đồng mạng và nó hack thì không biết bằng hack bằng cách gì. Chắc chắn em khi các anh chị lấy thuốc nhà em thì không bao giờ em chuyện em đưa thông tin cho người ta rồi để người ta lừa đảo các anh chị rồi, hoặc là không may các anh chị cũng vẫn bị một đố số đối tượng nào đó người ta gọi điện đến, người ta hỏi, người ta nói chuyện như đúng rồi thì tư vấn đất cát lọ lọ kia kia đấy. Thì cái việc đấy là hết sức bình thường. Vậy thì chúng ta ở cộng đồng mạng, đặc biệt thế giới phẳng ấy, nó sẽ có những cái như có những cái gì nhỉ? Có những cái nó gọi là siêu thiết bị để nó xâm nhập. Thì mong tất cả quý vị các anh chị là gì? Là cảnh giác. Nhớ nhà em chỉ có duy nhất một mình em là người trực tiếp làm việc với tất cả các anh chị, tư vấn cũng như là lên kế hoạch để gửi thuốc tới quý vị các anh chị. Mong các anh chị để ý những cái thông tin này. Xin kính chúc quý vị các anh chị luôn khỏe mạnh. Xin chào.